Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sáng nay, Ban chỉ đạo xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến lần thứ 5 giai đoạn 2016-2020, tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến lần thứ 5. Ban tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến lần thứ 5 nhận được 94 đơn vị tác phẩm của 95 tác giả và đồng tác giả tham dự thuộc các chuyên ngành nhiếp ảnh, âm nhạc mỹ thuật, sân khấu, văn nghệ dân gian, thơ, văn xuôi kiến trúc. Trong đó 92 tác phẩm tham dự giải thưởng và 2 tác phẩm tham dự tặng thưởng. Ban tổ chức đã chọn được 69 đơn vị tác phẩm được trao giải thưởng, 2 đơn vị tác phẩm được tặng thưởng. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 15 giải nhì, 20 giải ba, 27 giải khuyến khích, một tặng thưởng đặc biệt cho các tác giả, đồng tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong những năm gần đây, một số trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, đã đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao ý thức của học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông. Từ chỗ chỉ có 1-2 trường triển khai mô hình, đến nay trên địa bàn thành phố đã có trên 10 trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện. Điển hình như trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, trường tiểu học Phú Cường, trường tiểu học Quảng Châu, để mô hình đi vào nền nếp, tạo thói quen chấp hành luật an toàn giao thông. Ngoài kẻ vẽ làn đường để phụ huynh xếp hàng đón con, các trường học đã phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên tham gia điều tiết giao thông, nhắc nhở tuyên truyền học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp đội mũ bảo hiểm, đỗ xe đúng hàng, không dừng đỗ trước cổng trường. Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng phức tạp, gia tăng về quy mô với nhiều thủ đoạn mới tinh vi. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 20 vụ việc có liên quan đến tội phạm công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, đã khởi tố 2 vụ và bắt giữ 3 bị can. Đặc biệt, nổi lên là tội phạm đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Hình thức chiêu trò chủ yếu của các đối tượng trên là lừa nhận tiền quà từ nước ngoài, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan nhà nước, giả danh người thân nhờ chuyển tiền rồi chiếm đoạt, kinh doanh đa cấp qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối hoặc đầu tư đào tiền kỹ thuật số, chuyển tiền nhầm tài khoản để lừa đảo, ép vay nặng lãi. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã làm rõ về các tình tiết liên quan đến ổ nhóm giả ngân hàng để lừa đảo khắp nơi. Cụ thể, công an xác định trong giai đoạn 3 tháng từ tháng 7 năm 2022 đến khi bị bắt giữ, băng nhóm này đã lừa chiếm đoạt được 4,3 tỷ đồng. Qua điều tra, công an làm rõ từ tháng 7 năm 2022, các đối tượng soạn sẵn các kịch bản, mua thông tin danh bạ của khách hàng có trên mạng và giao cho nhân viên làm việc. Các nhân viên gọi điện thoại cho nạn nhân khắp nơi, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng TPBank, rồi tư vấn gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 triệu đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm vay tiền từ 1,7 đến 3,9 triệu đồng và làm giả các hồ sơ vay vốn có điền thông tin nạn nhân và làm giả thẻ ATM, lấy tiền phí bảo hiểm tiền vay từ nạn nhân. Công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm tiếp nhận đơn trình báo của anh La Kim Quang ở tỉnh Tuyên Quang về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy trị giá khoảng 18 triệu đồng dựng tại hành lang khu nhà trọ trên địa bàn xã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh điều tra, đã làm rõ Trần Văn Tuấn, chú tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng trộm cắp chiếc xe máy của anh Quang. Sau khi lấy được chiếc xe, Tuấn đã mang xe đi bán. Công an xã Lạc Hồng đã bàn giao hồ sơ đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm để điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu tháng 9 đến nay, Tuấn còn thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy và xe đạp điện khác trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên chọn ra 30 cán bộ là người có chức vụ quyền hạn tại 7 bộ ngành tổng công ty nhà nước để thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập năm 2022 theo thẩm quyền. Kết quả bốc thăm tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ đã bốc thăm ngẫu nhiên 8 cán bộ, phần lớn là cục trưởng các cục thống kê ở địa phương. Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường có 5 người, chủ yếu là vụ trưởng, cục trưởng thuộc các tổng cục. Tại Bộ Xây dựng bốc thăm ra 5 người cấp cục trưởng, vụ trưởng thuộc bộ. Ở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra Chính phủ, bốc thăm được 3 người cấp vụ và tương đương. Tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bốc ra 3 người, trong đó có 2 lãnh đạo cao nhất là chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc. Với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, kết quả bốc thăm ngẫu nhiên chọn 3 phiếu rơi vào chủ tịch hội đồng thành viên và 2 phó tổng giám đốc. Tương tự, 3 người được chọn trong số 11 cán bộ lãnh đạo quản lý ở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thì 2 người là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Được biết,
việc xác minh dự kiến triển khai trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022. Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo các bác sĩ của bệnh viện đã làm nên điều kỳ diệu trong sản khoa là lần đầu tiên nuôi sống cặp song sinh chỉ nặng 500 g, chào đời ở tuần thai thứ 25 từ cơ thể người mẹ mắc COVID-19. Gần 5 tháng sau khi chào đời, hai bé Nguyễn A, Nguyễn B khi sinh chỉ nặng 500 g đã trải qua nhiều hành trình cam go tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến ngày 3 tháng 10, cả hai bé đã phát triển ngoạn mục, bé gái nặng 3,1 kg, bé trai còn lại nặng 3,6 kg. Thời điểm này cũng tương đương với tuần thai thứ 41 của hai trẻ. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5, sản phụ sinh năm 1996 ở Ứng Hòa, Hà Nội đang theo dõi COVID-19 mang thai ở tuần thứ 25 trở dạ. Hai bé song sinh chào đời với cân nặng 500 g. Thời điểm đó, gia đình không hy vọng nhiều vào sự sống của các con. Tuy nhiên, các bác sĩ Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nỗ lực tìm sự sống cho hai bé sơ sinh non tháng. Sáng nay, một ô tô lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng thành phố Thủ Đức đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi ô tô qua gần giữa cầu Sài Gòn thì bất ngờ tông vào đuôi ô tô 4 chỗ di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện lao tới phía trước tông liên hoàn cho ba ô tô khác. Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, phần đầu, đuôi và dính chặt vào nhau. Không có thương vong nhưng vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Theo đó, tuyến xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn để vào trung tâm thành phố đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, hàng nghìn phương tiện đối dài di chuyển rất khó khăn. Đến hơn 9 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường mới được lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức xử lý di dời, giao thông qua khu vực mới ổn định trở lại. Tại Hồ Tây những ngày qua xuất hiện tình trạng cá chết trôi nổi trên mặt nước, dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối khó chịu. Theo người dân sống quanh khu vực Hồ Tây, tình trạng cá chết diễn ra hơn một tuần nay. Cá chết khá nhiều, chủ yếu là các loại cá to, có con nặng cả vài kg. Nhiều khu vực cá chết nổi trắng cả một khoảng nước rộng ở khu vực giữa hồ, có thể quan sát bằng mắt thường. Về hiện tượng cá chết, cơ quan chức năng cho biết, Hồ Tây rộng hơn 500 hectare, bình thường hàng ngày đều có lác đác cá chết giạt ven bờ, chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết. Trước mắt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đang chỉ đạo xí nghiệp thoát nước số 1 tổ chức thu vớt cá chết để xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường. Trước đó, vào các năm 2016 và 2018, tại Hồ Tây cũng từng xảy ra đợt cá chết rất nhiều. Cạnh tranh gay gắt trên trái đất nhưng lại hợp tác chặt chẽ trên vũ trụ. Đó là thực tế mối quan hệ giữa Nga với Mỹ hiện nay. Ngày 5 tháng 10, một phi hành gia Nga đã lần đầu tiên trong 20 năm bay lên trạm vũ trụ quốc tế ISS từ Mỹ cùng với các đồng nghiệp từ Mỹ và Nhật Bản. Nữ phi hành gia Anna Kikina của Nga đã lên vũ trụ qua sứ mệnh không gian của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Đi cùng bà Kikina là phi hành gia Nhật Bản cùng hai người khác của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Hai tuần trước, một phi hành gia của Mỹ cũng đã bay lên vũ trụ bằng tàu của Nga cùng với hai đồng nghiệp khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay nhà cửa và các công trình bằng bê tông xuất hiện ở khắp nơi, nhưng một thành phố ở Iraq đang nói không với vật liệu này như một cách sống xanh, giảm thiểu tác động tới môi trường. Khi đến với thành phố Akre ở Iraq, hầu hết các công trình ở đây không sử dụng vật liệu bê tông mà sử dụng đá tự nhiên trong xây dựng. Việc làm này giúp thành phố giảm thiểu các tác động tới môi trường bởi xi măng trong bê tông là một vật liệu có thể tỏa nhiều nhiệt và làm tăng nhiệt độ môi trường. Quá trình sản xuất xi măng cũng có nhiều tác hại đối với môi trường. Ngoài ra, việc nói không với bê tông còn mang yếu tố văn hóa. Từ xa xưa, khi bê tông chưa xuất hiện, người dân ở đây sử dụng đá tự nhiên dồi dào để xây dựng. Các công trình xây dựng bằng đá ít tỏa nhiệt và giữ cho nhà mát mẻ và có độ bền cao. Nhằm tận dụng không gian trống, ủng hộ xu hướng canh tác nông nghiệp bền vững, một công ty công nghệ tại lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đã hợp tác với đơn vị vận hành tuyến tàu điện ngầm ở thành phố Đài Bắc mở một trang trại hữu cơ bên trong một ga tàu điện ngầm. Nằm trong ga tàu điện ngầm, trang trại ngầm Metro Fresh sử dụng kỹ thuật thủy canh để trồng rau diếp và rau mầm. Các bóng đèn huỳnh quang được sử dụng để thay thế ánh sáng mặt trời. Đơn vị quản lý trang trại cho biết, mô hình này phù hợp phát triển tại các đô thị do không phụ thuộc vào thời tiết và có thể tận dụng mọi không gian đô thị. Sản phẩm thu hoạch từ trang trại sau đó được cung cấp cho các nhà hàng ở trong khu vực ga tàu. Công ty cũng ký hợp đồng cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng khác trong khu vực sau khi mở rộng quy mô. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.